Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình một truyện ngắn của tác giả Lê Quyên, truyện ngắn được mang tên Oán hận tình thù. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Ở vùng nọ, có một ngôi làng nằm cách thị trấn không xa. Những người sinh sống ở đây đa phần là người đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, đời sống của họ đã được hiện đại hóa đi rất nhiều, không còn quá khó khăn như những người sống ở vùng sâu vùng xa trên các đồi núi hiểm trở bất tiện khác. Trong ngôi làng ấy, có khoảng vài chục hộ dân nằm rải rác uốn quanh chân một đồi núi. Các ngôi nhà cách xa nhau, không một chi chít nằm san sát nhau như ở thành phố. Mỗi nhà sở hữu cho mình một khoảng đất rộng lớn để chăn nuôi và trồng trọt. Trong làng ấy có một cậu thanh niên tuổi tầm 22, tên là Khánh. Cậu ta có gương mặt khá đẹp trai, thân người dạm dở rắn chắc, làn da hơi ngăm, mang nét đẹp của mẫu người đàn ông lao động. Khánh học đến lớp 7 thì nghỉ, ở nhà phụ gia đình làm các việc nương rẫy. Gia đình cậu ta không quá giàu có, nhưng cũng thuộc hộ gia đình dư giả hơn những nhà khác trong làng. Khánh lại là con một, cộng với điều kiện gia đình ổn định và vẻ ngoài đẹp trai của mình, anh đã quen được một cô gái làng bên, vừa xinh xắn vừa giỏi giang. Một hôm, Khánh đến thăm người yêu, cô gái này tên là Ngọc. Cả hai quen nhau đã được 4 năm. Hai người ngồi trên một mỏm đá ở sườn đồi, nơi hẹn hò quen thuộc của cả hai. Lúc này, Ngọc hơi ngập ngừng, nhưng có điều gì đó muốn nói. Anh Khánh, em có chuyện này muốn nói với anh. Khánh nhìn người yêu, hôm nay có gì đó khác lạ. Từ lúc cả hai gặp nhau, cô có điều gì đó lo lắng, sắc mặt không được tự nhiên như những lần trước. Khánh nắm tay người yêu, nhìn cô với ánh mắt mong đợi mà hỏi. Có chuyện gì em cứ nói đi, anh nghe đây. Em... Ngọc có chút ấp úng, vẫn chưa biết phải nói sao. Khánh nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng. Chuyện gì, em nói đi. Ngọc hít một hơi thật sâu, lấy can đảm, sau đó nói dứt khoát. Em có thai rồi. Khánh nghe xong, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại. Vậy bây giờ em tính sao? Ngọc đưa đôi mắt có chút thất vọng nhìn Khánh. Anh ấy hỏi như vậy là có ý gì? Không lẽ muốn chối bỏ trách nhiệm sao? Cô rụt bàn tay mình lại, thoát khỏi cái nắm tay của Khánh. Em là người nên hỏi anh câu này mới đúng. Anh nói anh yêu em, giờ em đã mang thai con của anh tính sao đây? Khánh chẳng chút do dự. Vậy thì anh về kêu cha mẹ cưới em cho anh. Ngọc ngạc nhiên, dương đôi mắt nghi hoặc, như chưa tin vào tai mình, hỏi lại. Anh nói thật không? Anh sẽ cưới em sao? Không cưới em thì cưới ai bây giờ? Em ngốc quá. Đôi mắt Ngọc ngấn ngấn nước nhìn Khánh. Từ lúc phát hiện mình mang thai, cô luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Cô không biết phải nói chuyện này như thế nào với cha mẹ. Rồi liệu cha của đứa bé có nhận con hay không? Không biết người mà cô yêu, người mà cô tin tưởng trao cả tấm thân này có chịu trách nhiệm với cô hay không? Giờ phút này, khi nghe câu nói của Khánh, bao nhiêu niềm vui như vỡ òa. Ngọc nghĩ mình đã chọn đúng người rồi. Khánh nhìn người yêu đang khóc, có chút lo lắng. Em sao vậy? Em không muốn về làm vợ anh sao? Ngọc liền lắc đầu ngoài ngoại, vội giải thích. Không phải, là do em cảm động quá. Anh nhanh kêu ba mẹ đến rước em về, nếu không để cái bầu lớn lên, em không biết phải làm sao. Yên tâm đi, anh sẽ sắp xếp mọi thứ, không để em chịu thiệt đâu. Ngọc nghe cảm động lắm, tựa đầu vào vai của Khánh. Sau khi quay về nhà, liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Bên kia có giọng nói của một cô gái dịu dàng cất lên. Em nghe đây. Khánh không dòng do mà nói. Chiều nay em rảnh không? Anh muốn gặp em.
Đương nhiên là rảnh rồi. Vậy 5 giờ chiều mình gặp nhau ở chỗ cũ. Vâng, em biết rồi. Chiều gặp. Khánh tắt máy. Cô gái kia có chút hụt hẫng vì sự vội vã đến hờ hững của Khánh. Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại nụ cười vui tươi. Đến 5 giờ chiều, tại một đồi ngô trong làng, một cô gái đang ngồi trên bãi cỏ chờ ai đó. Một lúc sau, có một người thanh niên đi đến. Vừa thấy người đó, cô gái liền đứng lên, cười tươi. Ý, anh đến rồi à? Người thanh niên đó không ai khác, chính là Khánh. Nghe câu hỏi, anh ta gật đầu rồi nói. Hôm nay, anh hẹn em ra đây là muốn nói với em, mình chia tay đi. Cô gái tắt hẳn nụ cười trên môi, vẫn chưa tin vào những gì vừa nghe thấy. Cô gái hỏi. Anh nói sao? Sao lại chia tay? Em đã làm gì sai? Em không làm gì sai, nhưng anh thấy em với anh không hợp nhau, nên anh không muốn tiếp tục nữa. Cô gái tên là Thanh, lúc này cảm xúc của cô như muốn phát nổ. Chuyện này khiến cô quá bất ngờ. Thanh nhìn người con trai trước mặt với ánh mắt tức giận, chất vấn. Anh nói anh yêu em, bao nhiêu lời nói ngon ngọt mấy hôm qua, hôm nay đã đòi chia tay. Chúng ta quen nhau đã gần một năm, giờ anh nói không hợp là thế nào? Khánh có chút áy náy, cúi mặt xuống. Vì trong lòng anh ta thừa hiểu là do bản thân đào hoa quen một lúc hai cô nên bây giờ mới khó xử như thế này. Nhưng Ngọc đã có thai, và người con gái ấy xinh đẹp, vừa ý với anh hơn là Thanh. Thời gian qua, Khánh quen Thanh chỉ là chạy theo cảm giác muốn chinh phục thứ gì đó. Còn bây giờ, đã đến lúc phải kết thúc rồi. Khánh nói, xin lỗi em, nhưng anh không còn yêu em nữa. Anh đã có người khác, và cả hai sắp làm đám cưới rồi. Câu nói phũ phàng và những thông tin kia như sét đánh ngang tai của Thanh. Cô sụp đổ hoàn toàn, nước mắt rơi không ngừng. Cô dương đôi mắt đầy oán hận nhìn Khánh, nói như hét. Anh đúng là một thằng đàn ông tồi. Anh xem tôi như trò đùa đó à? Khánh nói. Em muốn nghĩ anh như thế nào cũng được. Xin lỗi em. Nói rồi, Khánh quay lưng rời đi. Thanh chạy theo níu tay anh lại. Cô muốn giữ người đàn ông này. Cô không cam tâm kết thúc như vậy. Cô không tin bao lâu nay anh không có cảm tình với mình. Cô nói, Anh đừng đi, em không muốn chúng ta chia tay. Mình quen nhau bao nhiêu lâu nay, chẳng lẽ không bằng một người anh mới quen hay sao? Chỉ có Khánh là hiểu rõ thời điểm anh ta quen Ngọc và Thanh là cùng lúc. Nhưng Thanh ở trong làng, còn Ngọc ở làng khác, nên gần một năm qua anh ta bắt cá hai tay chẳng ai phát hiện. Nhưng bây giờ nếu nói rõ ra thì bản thân sẽ bị mang tiếng phụ tình. Thà mang tiếng phụ tình đi cưới người khác còn giữ được chút sĩ diện. Với lại anh ta và Thanh quen nhau trong âm thầm nên không ai biết. Chỉ cần cô ta chịu chia tay thì mọi thứ sẽ êm đềm trôi vào dĩ dãn. Khanh suy nghĩ trong giây lát rồi quay lại nhìn Thanh. Thanh à, em là người con gái tốt. Em sẽ nhanh chóng tìm được người con trai khác tốt hơn anh thôi. Anh không phải là người đàng hoàng gì. Em hãy quên anh đi. Khánh gạt tay Thanh đang nắm tay mình ra, rồi nhanh chóng rời đi. Thanh như tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. Cô khóc rất nhiều, đến khi trời sụp tối, cô mới lê từng bước nặng trĩu về nhà. Cô bây giờ như cái xác không hồn. Mẹ của Thanh thấy con gái kỳ lạ, bà hỏi. Con đi đâu mà mặt mày như đưa tang thế kìa? Có bị đau bệnh gì không? Thanh trả lời như một cái máy lập trình sẵn, không có cảm xúc. Cô không sao, chỉ là hơi mệt thôi, con đi ngủ sớm đây. Nói rồi, Thanh bước vào buồng mình, mẹ cô lắc đầu nói giọng theo. Có không khỏe ở đâu á thì nhớ nói mẹ biết. Dạ con biết rồi, con không sao đâu. Sau thời gian đó, dù Thanh có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn, cũng không thấy Khánh trả lời. Cô tìm đến nhà gặp, nhưng anh Toàn tránh né và nói những lời phũ phàng. Một tháng sau, Thanh nghe tin vài ngày nữa Khánh sẽ cưới vợ. Nghe đâu cô gái ấy ở làng bên. Biết tin này, cô như chôn chân tại chỗ.
bao nhiêu sự uất hận của cô trào dâng. Không biết trùng hợp như thế nào, Thanh đi ngang qua nhà nọ, vô tình nghe họ đang xì xầm bàn tán chuyện làng kia có người đàn ông bị bỏ bùa yêu, rồi đi theo người ta bỏ vợ bỏ con, mê người kia không dứt ra được. Thanh như với được sợi dây hy vọng, đầu cô nảy số liên tục như đang tính toán gì đó. Cô đã từng nghe qua loại bùa yêu này, ở đây thầy bùa không ít, chuyện bùa yêu xảy ra thường xuyên không có gì lạ lắm. Hoàn cảnh của cô hiện giờ, muốn giữ được người đàn ông mình yêu, chỉ còn có cách này thôi. Nghĩ rồi, Thanh nhanh chân rảo bước đến cuối làng, nơi có một ngôi nhà nằm ở trên đồi, cách xa với người dân bên dưới. Đó là nhà của một ông thầy mo trong làng. Ở đây, ai cũng tôn kính ông ấy. Bao nhiêu nghi lễ trong làng đều do ông ta đứng ra làm pháp sư. Ngoài tôn kính ra, người trong làng còn rất sợ ông ta, không ai dám làm gì phật ý ông ấy. Bởi người ta đồn đoán, ông ta còn biết làm bùa yêu, các loại bùa thư ếm người khác. Nếu không may làm ông ta không vui, họ sợ mình chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay. Thanh nhắm hướng nhà ông thầy trên đồi mà đi. Khi bước vào cửa cổng, Thanh chợt thấy lạnh buốt sống lưng. Không khí nơi đây lạnh lẽo hơn bình thường. Quãng đường vừa rồi Thanh đi khiến người cô vừa nóng, vừa tuôn mồ hôi như mưa. Nhưng khi bước vào khuôn viên căn nhà này, cô cảm thấy như nhiệt độ giảm xuống âm độ, lạnh băng. Ngôi nhà vắng vẻ, không thấy một bóng người. Thanh lên tiếng gọi khẽ. Thầy ơi, thầy có nhà không? Căn nhà cũ kỹ, dựng bằng gỗ thô sơ. Quanh nhà tỏa ra mùi nhang khói. Có vài cây cổ thụ nằm quanh, che mát cho căn nhà. Thanh nhìn thấy những cái cây này, cảm giác có chút rờn rợn. Trời không có gió, nhưng cây cứ đung đưa qua lại, như có ai ngồi trên ngọn mà đu đưa. Thanh vừa vào trong sân nhà, đưa mắt nhìn sâu vào trong, như muốn tìm kiếm chủ nhân ở đây. Lúc này, có một người đàn ông bước ra, tuổi đã ngoài 50. Ông ấy nhìn cô gái trẻ trước mặt, nheo mắt lại, cất tiếng. Vào nhà đi. Thanh theo ông ấy bước vào trong. Tại gian nhà chính, một bàn thờ lớn đặt rất nhiều những hũ sành có dáng bùa chú. Tại một cột nhà còn trưng bày nguyên cái đầu trâu với hai cái sừng dài. Hương nhang bàn thờ chi chít khói. Mặc dù cùng làng, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh đến nhà của ông ấy. Nhìn không khí âm u có chút rần rợn này khiến cô có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến tương lai với người đàn ông mình yêu, cô cố cất giấu nỗi sợ ấy vào trong lòng. Ông thầy bồ lúc này mời cô ngồi xuống ghế, sau đó ông hỏi. Đến đây có việc gì? Giọng nói ồn ồn, lạnh lạnh, không chủ ngữ dị ngữ, khiến Thanh có chút rụt rè. Con có việc nhờ thầy giúp. Việc gì? Nói đi. Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy vang lên. Thanh ngập ngừng, nhưng rồi cô lấy hết can đảm mà nói. Con muốn làm bùa yêu, xin thầy giúp con. Con và anh ấy yêu nhau gần một năm, cũng đã ngủ với nhau. Nhưng giờ anh ấy nói không yêu con nữa, anh ấy muốn bỏ con. Con không cam tâm, giờ anh ấy không cưới con thì ai cưới con nữa đây? Nên con xin thầy giúp con thả bùa yêu để anh ấy quay lại với con. Ông thầy nhìn Thanh, đôi mắt nheo lại. Có chắc chắn chưa? Thanh gật đầu chắc nịch. Cô không cam lòng để Khánh đi cưới vợ. Cô bất chấp mọi giá phải đem anh quay lại với mình. Ông thầy thấy cô đã kiên quyết thì nói. Được, về chuẩn bị cho ta tóc và móng tay của người đó. Còn có sinh thần bát tự đem đến đây. Thanh nghe thầy chịu giúp thì vui mừng dân dạ, rồi xin phép ra về. Chiều đó, Thanh nhắn cho Khánh một tin nhắn với nội dung: 5 giờ chiều nay hẹn gặp anh ở chỗ cũ. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Em sẽ không bao giờ làm phiền tới cuộc sống của anh nữa. Nếu anh không đến thì em sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Khánh bên kia nhận được tin nhắn,
trong lòng có chút không vui. Ba hôm nữa anh ta và Ngọc sẽ tổ chức đám cưới rồi. Nếu không giải quyết mớ rắc rối này, anh ta biết mình sẽ bị làm phiền mãi, nên quyết định đến gặp Thanh dứt khoát một lần. Tại nơi cũ, Khánh đợi một lúc Thanh mới đến, trên tay còn đem theo thứ gì đó. Vừa thấy cô, Khánh đã nóng lòng mà hỏi. Có việc gì em nói nhanh đi. Thanh cười, dịu dàng nói. Anh làm gì mà vội vậy? Xem như đây là buổi hẹn hò cuối cùng của hai chúng ta đi. Hãy để lại cho nhau những kỷ niệm đẹp cuối cùng được không anh? Khánh nhìn Thanh hôm nay thả tóc bay bay, đôi môi đánh son trúng chím, mát cười dịu dàng, còn mặc một chiếc váy ôm sát người. Khánh có chút ngạc nhiên vì trước nay chưa từng thấy Thanh ăn mặc như thế này. Nhưng anh ta phải công nhận Thanh hôm nay đẹp đến động lòng người. Khánh có chút dịu giọng. Em có gì cứ nói nhanh đi, anh còn phải về. Em mới nấu chè sẵn đem ra cho anh một ít, anh ăn thử đi, ở lại với em một lát rồi về vẫn không muộn mà. Thanh đưa chén chè đậu đen trên tay cho Khánh. Anh ta có chút chần chừ. Thanh lại nhanh tay kéo Khánh ngồi xuống bãi cỏ, đặt chén chè vào tay Khánh. Cô rỉ mật ngọt vào tay anh. Anh ăn đi, đừng phụ lòng tốt của em. Anh sắp lấy vợ rồi, sau này em có muốn gặp anh nữa cũng không được. Nhìn đôi mắt buồn của Thanh, Khánh có chút thương xót. Không nghĩ ngợi mà ăn hết chén chè ấy. Nhìn Khánh ăn xong, Thanh cười dịu dàng. Trước khi anh đi lấy vợ, anh có điều gì muốn nói với em không? Khánh lắc đầu nhìn người con gái trước mặt, chợt thấy không kìm được mà muốn ôm lấy cô. Anh ta nói, anh muốn lưu lại chút ngọt ngào với em. Sau đó không kìm được, cả hai cùng nằm xuống nền cỏ quấn lấy nhau. Thanh không kháng cự. Cứ như vậy giật giả với nhau một lúc lâu, đến khi đầu óc Khánh đột nhiên quay cuồng, nhìn mặt trời đang dần khuất nơi chân núi cứ mờ ảo dần, sau đó cụp mắt, màn đêm bao lấy, không còn hay biết gì. Thanh nhìn Khánh đã bất tỉnh, cô nở một nụ cười hài lòng, nhanh sau đó nhổ lấy mấy sợi tóc của anh và lấy kéo cắt móng tay của Khánh gói vào một tờ giấy. Như vậy, cô đã đủ những gì mà thầy bùa yêu cầu. Còn sinh thần bát tự của Khánh, cô đã biết từ lâu. Vừa rồi, trong chén chè ấy, cô đã bỏ thêm một chút thuốc ngủ vào đó. Thanh nằm bên cạnh Khánh, vuốt ve gương mặt anh ta, lòng thầm nghĩ. Anh không chạy thoát được đâu. Bằng mọi giá, em phải cướp anh về. Trời sập tối, Thanh gọi Khánh tỉnh lại. Đầu của anh ta có chút đau. Thanh nhìn Khánh, gương mặt tỏ ra không nỡ nói. Trời tối rồi, anh về đi. Chúc anh đám cưới vui vẻ, hạnh phúc. Nghe vậy, Khánh có chút thương xót, nhưng anh ta đã quyết định cưới Ngọc. Nếu Thanh đã chấp nhận buông tha cho mình, anh ta phải vui mới phải. Khánh nói, xin lỗi em, chúc em sau này tìm được một người luôn yêu thương mình. Khánh là kẻ đào hoa, miệng lưỡi cũng không phải dạng dừa. Dù anh ta là người có lỗi, nhưng cách nói chuyện của Khánh khiến người khác không thể căm ghét. Thanh chỉ khẽ gật đầu rồi chạy nhanh đi, như đang chịu ấm ức và tổn thương. Sau khi quay về nhà, Thanh nở ra một nụ cười gian ác. Anh nghĩ anh có thể thoát được khỏi tôi sao? Cha mẹ của Thanh làm nương rẫy trên đồi cao, nên họ dựng trại ở lại đó để trông coi và chăm sóc cho thuận tiện hơn. Cách vài ngày họ mới về nhà một lần. Còn Thanh ở nhà chăm lo heo gà, nhà cửa. Nhờ vậy mà những việc Thanh làm, cha mẹ cô chẳng hay biết. Sáng hôm sau, trời gần trưa, Thanh lại đến nhà thầy bùa. Lần này, cô đã không còn mang nỗi sợ sệt như lần trước, mà thay vào đó là sự trông đợi vào việc mình làm sẽ thành công. Thanh bước vào nhà, ông thầy đang ngồi uống nước trà. Cô thấy ông thì nói, thưa thầy, con đã đem những thứ thầy dặn dò đến đây ạ. Ông thầy nhìn cô, giận ánh mắt lạnh lùng, làn da đen rám nắng,
Người ông gầy nhom như kẻ nghiện. Ông uống hết ly trà trên tay rồi đứng lên. Đi theo ta. Thanh cất bước đi theo ông đến gian thờ. Ông nói: Đưa thứ đó đây. Thanh lấy trong túi áo ra một gói giấy đưa cho ông. Ông thầy nhận lấy, mở ra xem, thấy có vài sợi tóc và ba cái móng tay cùng với tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh đầy đủ. Ông hài lòng gật đầu. Quỳ xuống đi. Thanh vội quỳ xuống trước bàn thờ, hai tay chắp lại, bộ dáng thành khẩn. Ông thầy lấy những vật mà Thanh đưa bỏ vào một cái đĩa được lót một tấm khăn màu đỏ và lấy một cặp hình nhân bằng gỗ đặt chung vào đó, chuẩn bị xong mọi thứ cần thiết cho nghi lễ. Thầy Mo ngồi xuống gác chân kiểu kiết già đối diện với bàn thờ. Trước mặt có một chiếc bàn thấp ngang tầm với ông ấy. Những vật dụng cần thiết đều được đặt ra. Ông ta đốt ba cây nhang, một tay cầm hai con hình nhân đã được quấn quanh chỉ đỏ nhập vào nhau. Tay còn lại cầm nhang, quay tròn theo hướng kim đồng hồ trước hai hình nhân, miệng liên tục đọc một chú ngữ. Một lát sau, dường như đã đọc xong chú, ông ta cắt máu ở đầu ngón tay của mình, nhỏ vào đĩa, có đựng mấy sợi tóc và móng tay của Khánh. Miệng ông ta lại lẩm bẩm đọc chú ngữ. Đọc xong, ông ta lấy ra một lá bùa, tiếp tục đọc gì đó. Lúc này, lá bùa tự dưng bốc cháy. Thanh chứng kiến hết thảy mọi việc, tuy trong lòng có chút sợ hãi. Dù gì đây cũng là chuyện liên quan đến tâm linh, mắt thường không thể thấy được, nên có chút run sợ là chuyện bình thường. Trán ông thầy lúc này đã đổ mồ hôi nhễ nhãi, dường như mất rất nhiều sức lực. Thanh thấy ông ta từ từ đứng dậy, lên tiếng. Xong rồi, đem cái này về cất kỹ. Khi nào muốn dùng đến thì lấy ra đọc chú, người đó tự khắc sẽ tìm đến. Một khi đọc chú thì người đó sẽ sống chết bám lấy cô không xa rời. Thanh đưa tay nhận lấy hộp gỗ có hai con hình nhân đang dính lấy nhau. Gương mặt cô không khỏi vui sướng. Con hiểu rồi, cảm ơn thầy. Sau khi được ông thầy dặn dò một số chuyện liên quan đến bùa yêu, Thanh trả công cho ông ấy bằng một số tiền, rồi cô nhanh chóng rời đi. Bên này, Khánh đang ở nhà Ngọc, cả hai tất bật lo cho đám cưới. Ngày mai là ngày rước dâu, Ngọc lúc này vừa lo lắng, vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn cho ngày đại sự sắp đến, cô đâu hề hay biết biến cố cuộc đời của mình sắp diễn ra. Hôm sau, các nghi thức được tiến hành êm xuôi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Cho đến tối, Khánh không nói không rằng bỏ đi mất dạng. Ngọc vừa bước về nhà chồng còn chưa thích nghi được, bỗng nhiên chồng lại bỏ đi đâu mất tâm, làm cô lo lắng sốt sắng. Cha chồng có vẻ không được thích Ngọc, ông buông những lời khó nghe. Cô làm gì vừa bước vào nhà đã để nó bỏ đi, có phải cô khiến cho nó không vui phải không? Có chồng cũng không biết giữ. Mẹ chồng hiền lành hơn, bà đứng ra nói giúp cho Ngọc. Ông nói cái gì mà khó nghe vậy? Con trai mình lớn rồi chứ có phải nhỏ đâu. Nó là chồng, ngay ngày đầu cứ vợ về lại đi đâu không nói tiếng nào. Có trách thì trách nó mới phải. Ngọc nghe cha mẹ chồng lời qua tiếng lại, mắt ngấn lệ. Để con gọi điện thoại cho anh ấy xem sao. Vừa rồi con đi vào trong thay đồ, anh ấy còn ở đây mà. Trời lúc này đã 8 giờ tối, khách khứa đã về từ sớm, tiệc tàn cũng chẳng còn mấy người, chỉ có vài cô chú họ là còn ở lại. Chẳng hiểu sao Khánh mới đó mà đi đâu mất. Ngọc cầm điện thoại lên gọi, đầu dây bên kia Khánh bắt máy. Alo. Nghe giọng anh ta, Ngọc vội lo lắng. Anh đi đâu vậy? Em và cha mẹ lo cho anh lắm. Giọng Khánh có chút lè nhè. Cô không cần chờ tôi, tối nay tôi không về đâu. Nói rồi Khánh tắt máy. Ngọc ngơ ngác vì câu nói vừa rồi. Cô điện thêm mấy cú nữa nhưng bên kia đã tắt máy. Ngọc quay sang nhìn mẹ chồng. Anh ấy nói đêm nay không về nhà. Anh ấy nói vậy là sao hả mẹ? Ngọc không kìm được mà khóc nấc lên.
cha chồng cũng đã say, nghe cô nói vậy, ông hừ lạnh. À, chắc nó không muốn nhìn thấy mặt cô, nên mới đi đó mà. Nói rồi, ông bỏ vào trong. Mẹ chồng ôm lấy cô an ủi. May mà vẫn có mẹ chồng quan tâm đến Ngọc. Tối đó, Ngọc cô đơn nằm trên chiếc giường tân hôn của mình. Cô đưa tay lên bụng bầu 3 tháng mà khóc. Cô cứ nghĩ cô đã chọn đúng người, nhưng bây giờ thì sao? Không lẽ mọi thứ cô lựa chọn đều đã sai? Tại sao anh ấy lại thay đổi nhanh đến như vậy? Mới lúc sáng vẫn còn vui vẻ nói chuyện với cô, bây giờ đột nhiên bỏ đi, còn nói những lời khiến cô đau lòng. Ngọc trằn trọc cả đêm chẳng thể ngủ được, nước mắt chảy ướt đẫm cả một vạt gối. Trưa hôm sau, Khánh quay về nhà với gương mặt đờ đẫn. Ngọc lo lắng hỏi: Tối giờ anh đi đâu vậy? Em lo cho anh lắm. Khánh lạnh lùng đáp: Tôi đi đâu không liên quan đến cô. Ngọc sửng sốt khi nghe chồng nói vậy. Cô đi đến kéo tay Khánh. Anh nói gì vậy? Em là vợ của anh, không liên quan là không liên quan thế nào? Khánh chẳng nói gì, gương mặt đầy mệt mỏi như đêm qua mất sức rất nhiều. Anh ta bỏ vào nhà, lên giường ngủ mê man. Mấy ngày sau, Ngọc để ý chồng mình lạ lắm, cứ nửa đêm lại bỏ đi, sắc mặt thần trí cứ đơ ra, giống như một con rối, còn tỏ ra lạnh nhạt với cô nữa. Ngọc nhớ rất rõ, trước hôm ngày cưới, Khánh vẫn rất bình thường, còn luôn miệng nói lời yêu thương ân cần với cô. Ngọc mang một nỗi hoài nghi, liền đi theo dõi chồng mình. Đêm đó, Khánh như cái xác không hồn đi đến nhà của một người nào đó. Ngọc đem nỗi hoài nghi trong lòng mình nói với mẹ chồng, nên đêm nay bà đã đi cùng cô theo dõi Khánh. Khi thấy con trai mình đi đến căn nhà kia, bà đứng bên ngoài như chết lặng, vì ngôi nhà ấy là của Thanh. Trong mắt bà, Thanh là một đứa con gái hiền lành. Tuy nhà họ cách xa nhau, ít qua lại, nhưng trước nay người trong làng vẫn luôn hết lời khen ngợi Thanh là đứa con gái hiền lành ngoan ngoãn. Bà không ngờ Thanh và con bà lại lén lút làm chuyện trai gái như thế này. Sau đó, trước mắt bà là hình ảnh Thanh dìu tay Khánh đi vào nhà. Ngọc bây giờ cũng đã hiểu ra, từ đêm tân hôn chồng mình bỏ đi là vì tìm đến người con gái này. Cô không kìm được nước mắt, tay siết chặt nắm đấm. Nhưng cô vẫn giữ được chút lý trí mà suy xét lại từng hành động cử chỉ và sắc mặt của chồng mình những ngày qua. Ngọc như nhớ ra điều gì đó. Gia đình cô có người làm thầy, nên cô từng chứng kiến nhiều người đưa chồng đến nhà nhờ chú tư của cô gỡ giúp bùa. Biểu hiện của người bị trúng bùa yêu không khác gì những hành động cử chỉ của chồng cô những ngày qua. Cô lúc này nhận ra Khánh đã bị trúng bùa yêu. Mẹ chồng cô chẳng kiên nhẫn, đã nhanh chân đi vào sân nhà của Thanh trước lúc Thanh dìu Khánh vào nhà. Thanh à, sao cô lại đưa thằng Khánh nhà bác vào đó làm gì vậy? Nghe vậy, Thanh quay người lại, thấy mẹ của Khánh, cô ta có chút giật mình, nhưng rồi bình tĩnh bỏ tay ra khỏi Khánh mà nói: Dạ, cô có biết gì đâu, tự nhiên anh Khánh đến tìm con. Rồi con thấy sắc mặt anh ấy không được tốt, nên mới dìu anh ấy vào nhà, cho anh ấy nghỉ ngơi một lát. Ngọc nhanh chóng đi đến, đứng đối diện với Thanh. Nhìn cô gái trước mặt mình, cô đoán cô gái này lớn tuổi hơn mình. Ngọc nói: Đây là chồng của em sẽ tự mình chăm sóc, cảm ơn ý tốt của chị. Thanh nhún vai, điệu bộ thản nhiên đáp lời: Được, vậy em đưa anh ấy về đi. Ngọc kéo tay chồng mình về. Nhưng Khánh dùng tay ra, chạy đến bên Thanh mà nói: Tôi không về, tôi không muốn về, tôi muốn ở với Thanh. Thanh nghênh mặt, nhìn Ngọc với vẻ đắc thắng. Cô nhìn đi, là anh ấy không muốn về. Ngọc chẳng còn kiên nhẫn nữa, cô nói: Mấy ngày nay anh ấy đến đây tìm chị, miệng thì lúc nào cũng gọi tên chị. Nếu nói không sai thì chị đã thả bùa yêu với anh Khánh rồi phải không? Nghe vậy, Thanh có chút chột dạ. Mẹ chồng hơi ngạc nhiên nhìn Ngọc. Thanh bình tĩnh không chối bỏ mà đáp lời: Cô giỏi thì đưa chồng cô về đi, tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình. Tôi và anh ấy quen nhau cả năm, cô dựa vào đâu mà đến cướp anh ấy?
Ngọc nghe lùng bùng lỗ tai, cô đưa ánh mắt đầy tò mò, hỏi. Chị nói sao? Anh Khánh và chị quen nhau được một năm rồi. Đúng vậy, cô đừng có mơ cướp người đàn ông của tôi. Ngọc là người khá thông minh, cô như hiểu ra mọi chuyện. Thì ra, Khánh bắt cá hai tay, trong thời gian quen cô còn qua lại với Thanh. Nhưng những chuyện đó bây giờ không còn quan trọng. Khánh đã chọn cô làm vợ, cô đã được gả cho anh ấy, còn đang mang thai con của anh ấy nữa. Cô không thể trơ mắt nhìn gia đình mới của mình bị phá dở. Ngọc xuống nước nói. Xin cô tha cho anh ấy, tôi đã mang thai con của Khánh. Con của tôi cần cô cha. Thanh gương mặt ơ thờ, lạnh lùng nói. Không bao giờ. Từ nãy đến giờ, Khánh vẫn đứng ngơ ngẩn như một đứa trẻ, chẳng hiểu họ đang nói gì, miệng liên tục gọi. Thanh ơi, Thanh ơi. Mẹ chồng vẫn chưa hiểu hai người họ nói gì. Ngọc thấy không thể nói lý với người con gái này, cô đành kéo chồng về. Nhưng sức của cô không khỏe bằng Khánh, nên nhanh chóng bị anh ta dùng ra, rồi chạy vào nhà của Thanh. Ngọc bất lực, chẳng thể làm gì khác, đành kéo tay mẹ chồng rời đi. Cả hai bước ra khỏi nhà của Thanh, mẹ chồng cô mới hỏi. Lúc nãy con nói thằng Khánh bị bồ yêu hả? Ngọc nước mắt rơi lã chả, trả lời. Ngày mai nếu anh Khánh về, chúng ta sẽ giữ anh ấy lại. Con sẽ về bên nhà nhờ người đến giải bùa, con không thể để anh ấy như vậy được. Mẹ chồng cô chỉ biết im lặng. Bà vốn là người đàn bà hiền lành, từ xưa đến nay vẫn luôn lặng lẽ lo việc trong nhà. Chồng nói sao thì bà nghe vậy, vợ con dâu nói thế, bà cũng chỉ biết nghe theo. Hôm sau, quả không sai, Khánh quay về nhà. Ban ngày, tình hình của Khánh không nặng như lúc về đêm, nhưng cứ về nhà là vào giường đi ngủ. Chăng vì đêm đến âm khí nặng, nên những thứ bùa ấy có tác dụng mạnh hơn, có thể sai khiến Khánh. Còn ban ngày, anh ta như cái xác chỉ biết ngủ. Ngọc nhìn chồng mình mà đau lòng không thôi. Cô nói với mẹ chồng, giờ con đi sang nhà chú Tư nhờ chú giúp, bằng mọi cách, mẹ phải giữ anh Khánh ở nhà, không được để anh ấy rời đi, đợi con quay về. Mẹ chồng cô gật đầu. Ngọc mang bụng bầu 4 tháng, ngồi lên xe máy, chạy nhanh đến nhà mình. Và 20 phút sau, Ngọc về tới nhà, chạy sang nhà chú Tư gần bên. Vừa thấy ông đang ngồi trong nhà uống nước trà, Ngọc vội đến kéo tay ông. Chú Tư nhanh qua nhà giúp chồng con với. Nhìn bộ dạng sốt sắng của cô, chú Tư biết có chuyện nên hỏi. Chuyện gì? Chồng mày bị làm sao? Ngọc không kìm được mà khóc. Anh ấy bị người ta thả bùa yêu. Chú nhanh sang nhà giúp con đi. Chờ tao vào nhà lấy đồ đã. Biết chuyện cấp bách, chú Tư vội đi vào nhà chuẩn bị một số đồ cần thiết, rồi tức tốc cùng Ngọc đi đến nhà chồng cô. Chú Tư là chú ruột của Ngọc. Ông ấy là thầy cao tay nhất ở khu vực này. Cấp bậc của ông ấy ở đây gọi là then, là cấp bậc cao nhất, có thể đứng ngang với hàng thánh trong đạo mẫu. Sau khi đến nhà chồng của Ngọc, chú Tư bước vào sân, thấy mẹ chồng cô đang ở ngoài trước nhà. Bà thấy Ngọc về thì vui mừng. Con về rồi à? Đây là... Bà nhìn sang chú Tư, Ngọc liền nói. Đây là chú con, anh Khánh đâu rồi mẹ? Mẹ nhốt nó trong nhà rồi. Ngọc nghe vậy, vội quay sang nói với chú Tư. Chú vào xem anh ấy giúp con. Ngày đêm tân hôn, anh ấy đã bỏ đi. Sau khi quay về thì người cứ như kẻ mất hồn. Con theo dõi biết được anh ấy bị người ta thả bùa yêu, đêm nào cũng tìm đến nhà cô gái ấy. Chú Tư trầm ngâm gật đầu. Chú không nói không rằng, mở cửa bước vào nhà. Bên trong đồ đạc ngổn ngang, chắc là do Khánh đập phá. Còn Khánh lúc này đang ngồi thu lưu tại một góc tối. Chú Tư bảo Ngọc đi chuẩn bị cho ông một bàn lễ để ông làm phép. Ông khẽ lắc đầu. Chú chỉ có thể tạm thời làm lễ thôi, còn giữ cậu ta được trong bao lâu thì chưa biết. Bởi bùa yêu chỉ có người thả bùa mới có thể gỡ. Dù người thầy khác có cao tay đến đâu cũng không thể gỡ được.
Ngọc cúi đầu buồn bã. Ngay cả chú ấy mà còn nói vậy, cô cũng đâu còn cách nào khác. Ngọc chỉ có thể buồn bã gật đầu. Sau đó cùng mẹ chồng đi chuẩn bị bàn lễ để chú làm phép. Lúc này Khánh vẫn đang ngồi trong góc nhà, đôi mắt đờ đẫn. Đêm tân hôn của Khánh và Ngọc, chuyện gì đã xảy ra với Khánh, chỉ cô Thanh là biết rõ nhất. Bởi vì đêm đó, chính cô ta đã mở hộp gỗ được ông thầy làm phép để thực hiện độc chú và hoàn thành các bước cuối cùng làm cho bùa yêu phát huy tác dụng. Sau khi những câu chú vừa dứt, Thanh nhìn thấy bên trong hình nhân gỗ xuất hiện ra một luồng sáng trắng. Sau đó tụ lại thành bóng một cô gái. Lúc ấy Thanh có chút sợ hãi, nhưng rồi lấy lại được bình tĩnh. Cô nói, nhanh đi làm việc của mình đi. Câu nói như ra lệnh, bóng trắng ấy vụt mất. Chốc lát sau đã bay đến nhà cô Khánh. Lúc này Khánh đang say say vì cả ngày tiếp khách. Đang ngồi trước nhà chuẩn bị vào trong đi ngủ thì có bóng một người con gái hiện ra trước mặt. Người con gái ấy giống dây Thanh, đôi mắt chớp nháy dụ hoạt, miệng thôi thúc. Anh Khánh, đi theo em, đi theo em. Đầu óc của Khánh chợt ong ong, đôi mắt vô hồn, cứ thế đứng dậy đi theo bóng người ấy. Chốc lát sau thì đến nhà của Thanh. Bố mẹ của cô không có nhà, bây giờ cô ta cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Thấy Khánh đến, Thanh vui như nở hoa. Quay lại hiện tại, chú Tư sau khi làm lễ xong, Khánh cũng lấy lại một chút thần sắc, đôi mắt không còn vô hồn nữa. Những việc trước đó xảy ra, anh chẳng còn nhớ gì cả. Xong xuôi mọi chuyện, chú Tư ra về. Bản đi tầm mấy tháng, tình trạng của Khánh lại bắt đầu tái diễn. Miệng lúc nào cũng gọi tên Thanh và đòi đến gặp cô. Nhưng Ngọc và mẹ chồng giữ lại không cho đi. Chẳng hiểu bằng cách nào, tối đến, nhà đã khóa hết cửa, Khánh vẫn đi được. Ngọc nhìn chồng đầy bất lực. Một hôm, cô đành tìm đến Thanh, Ngọc quỳ xuống cầu xin. Xin cô hãy tha cho chồng tôi, xin hãy gỡ bùa cho anh ấy. Thanh chỉ cười, vẻ mặt đắc ý và đầy khiêu khích. Có giỏi thì tự mình gỡ, hoặc là rời xa anh ấy, đừng tới làm phiền tôi nữa. Sau đó, Thanh lạnh lùng bước vào nhà, đóng cửa tiễn khách. Những ngày sau, Khánh quay về nhà, nhưng tính tình trở nên khác lạ, liên tục chửi mắng đuổi Ngọc đi. Cô biết chồng đang bị bùa yêu khống chế. Loại bùa này quá mạnh, đến chú Tư của cô cũng chẳng thể áp chế được. Khánh thì ngày càng trở nên ngang tàn, đánh đập cô không thương xót. Cho đến một ngày, Ngọc đang mang bụng bầu 5 tháng, ngồi trong bếp nấu cơm. Đột nhiên, Khánh từ đâu đi đến, không nói không rằng, cứ thế nắm đầu Ngọc lôi ra giữa nhà, miệng rít lên. Mày có cút khỏi nhà tao không? Nếu không đi, tao đập mày chết! Đôi mắt của Khánh đầy dữ tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tay anh ta ghì chặt lấy tóc cô, Ngọc đau đớn chỉ biết giữ lấy tóc của mình. Anh thả em ra, anh tỉnh lại đi, em là vợ của anh. Khánh gừ lên như phát điên. Vợ tao là Thanh, mày nhanh cút khỏi nhà tao. Nói rồi, Khánh dùng chân đạp liên tiếp vào người Ngọc. Sức của Khánh quá mạnh, cô không thể chống đỡ, chỉ biết né tránh bảo vệ cái thai. Nhưng sau đó là một cú đạp mạnh của Khánh vào bụng cô. Chuyện này xảy ra bất ngờ, Ngọc vẫn chưa hoàn hồn, thì máu ở dưới hạ thân cứ tuôn ra không ngừng. Cơn đau ở bụng truyền đến. Vừa lúc mẹ chồng cô về, thấy cảnh tượng này, bà sợ quá, vội chạy đi nhờ người đưa Ngọc đi bệnh viện. Bác sĩ thông báo cái thai đã bị sảy. Ngọc nằm trên giường bệnh đau khổ đến cùng cực. Cha mẹ ruột của Ngọc nghe tin vội vàng chạy vào viện với cô. Nhìn cô gái ra nông nỗi này, họ chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt. Ngay từ đầu, chú Tư xem quẻ đã ngăn cản không cho cô cưới Khánh, nhưng cô cứ một hai nhất quyết phải gả cho anh ta. Giờ nhìn cô như vậy, họ đâu nỡ trách mắng. Sau khi Ngọc xuất viện,
bố mẹ cô nhất định không cho cô quay về căn nhà đó nữa. Mẹ cô nói, chuyện đã đến mức này, con chấm dứt với nhà đó đi. Đừng cố dại mà đâm đầu vào cho khổ. Bồ yêu không thể gỡ, con về đó sẽ sống như thế nào? Ngọc hiểu ý mẹ mình, cô suy nghĩ rất nhiều. Quả thật, loại bồ yêu này không có cách gỡ, trừ khi chính người thả bồ gỡ ra mới được. Nếu bản thân cô quay về đó, sẽ càng tự mình lấy đá đập vào chân mình thôi. Khi trước, cô nhẫn nhịn cũng vì đứa con chưa chào đời. Nhưng giờ, con cũng đã không còn, thì chẳng có lý do gì cô phải quay lại ngôi nhà đó. Cha mẹ của Ngọc cũng nhất quyết đón cô về, chấm dứt với nhà chồng. Điều mà Ngọc không ngờ đến là, khi cô về nhà cha mẹ đẻ được mấy ngày, đã nghe tin Khánh đưa Thanh về nhà chung sống như vợ chồng. Cả hai còn chuẩn bị tổ chức đám cưới lần hai. Ngọc nghe tin này như sụp đổ hoàn toàn. Bao nhiêu oán hận trào dâng trong lòng cô. Cô suy nghĩ lại mọi chuyện, trách mình ngu ngốc đã đi yêu một người đàn ông lăng nhăng, đào hoa. Tại sao cô không phát hiện ra anh ta quen một lúc hai người? Nếu biết thì cô đã không đồng ý gả cho Khánh. Ngọc lại hận cô gái kia, người đã thả bồ yêu sai khiến Khánh đập cô, làm cho đứa con trong bụng không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Bên này, cha mẹ Thanh nghe con gái mình chuẩn bị cưới Khánh có chút ngạc nhiên. Nhưng Khánh đã chia tay vợ cũ thì cũng không có gì để ngăn cản. Họ cũng đâu hề hay biết để được gả cho Khánh, con gái của họ đã làm ra những chuyện gì. Thanh phấn khích chuẩn bị cho đám cưới. Cô ta đã đợi ngày này rất lâu. Cuối cùng cũng có thể giành lại được những thứ cô ta cho là của mình. Vài tháng sau, sức khỏe của Ngọc đã hồi phục. Nhưng tâm trạng của cô vẫn chưa khá lên là mấy. Bao nhiêu đau khổ cô phải nếm trải, làm sao có thể nói quên là quên được. Lòng thù hận trong cô bây giờ đã dâng lên tới đỉnh điểm. Cô còn nghe nói Thanh đã mang thai và đang sống hạnh phúc bên Khánh. Ngọc thầm nghĩ, tại sao mình bị hại đến nông nỗi như thế này, còn kẻ làm việc ác vẫn sống nhẫn nhơ yên bình. Cô không cam tâm. Chợt Ngọc nghĩ ra gì đó, cô đi nhanh đến nhà chú Tư. Vừa lúc nhà chú ấy có khách là một cô gái trẻ, Ngọc ở bên ngoài nghe được cô gái kia nói, hôm nay con đến đây là muốn nhờ thầy giúp con yểm bùa những người này, con muốn họ phải chết. Ngọc nghe có chút rùng mình, cô không nghĩ cô gái kia lại độc ác đến vậy, muốn dùng bùa giết người. Cô nép sau cánh cửa, tiếp tục lắng nghe cuộc hội thoại của hai người bên trong. Chú Tư cầm lấy tờ giấy của cô gái đưa cho mình, đọc sơ qua rồi hỏi, những người này đã làm gì khiến cô phải oán hận như vậy? Cô gái cúi mặt, nước mắt không tự chủ mà lan xuống gò má. Cô ta cố kiềm nén cảm xúc, rồi ngẩng mặt lên nhìn chú Tư. Chúng nó đã cưỡng bức con nhất định phải bắt chúng trả giá. Cô gái nhìn chú Tư bằng ánh mắt căm phẫn và quyết tâm. Trong tờ giấy mà cô gái ấy đưa cho chú Tư có ghi ngày tháng năm sinh của ba cái tên. Chú Tư đồng ý làm việc này. Chẳng biết chú ấy làm thế nào, chỉ thay ông lập bàn cúng, rồi làm những động tác kỳ lạ, vẽ những thứ bùa đủ ký hiệu đốt đi. Mấy ngày sau, những cái tên được cô gái kia yêu cầu đã bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Chẳng biết trùng hợp như thế nào, những người ấy lại là họ hàng anh em họ với Thanh, người vợ hiện tại của Khánh. Điều này làm cho Ngọc nảy ra một ý định trả thù. Ngọc quyết định sang nhà gặp chú Tư. Cô có hơi do dự, nhưng rồi lấy hết can đảm mà nói, chú Tư, con muốn báo thù, xin chú giúp con. Chú Tư nghe có chút ngạc nhiên, nhưng rồi ông lại hỏi, con chắc chắn chưa? Chú Tư không phải là kiểu thầy đi theo chính đạo. Ai tìm đến ông ấy yêu cầu việc gì, ông ấy cũng đều nhận mà không quan tâm đến đó là việc hại người hay không. Ngọc nhìn ông rồi nói, con chắc chắn, con muốn bọn họ phải trả giá. Được, chú sẽ giúp con. Ngọc tiếp tục nói, người đầu tiên con muốn giết là cha chồng. Thời gian con làm dâu, bao nhiêu đau khổ cũng một phần do ông ấy tạo ra. Được, 3 ngày nữa chuẩn bị xong nghi lễ,
ta sẽ lập đàn làm phép. Ba ngày sau, đêm đó vào tầm 7 giờ tối, trước phòng thờ của nhà chú Tư, Ngọc cũng có mặt ở đó. Chú Tư chuẩn bị xong mọi thứ cho nghi thức. Đứng trước bàn lễ, ông đốt một bó nhang khấn vái gì đó, rồi thắp nhang lên bàn thờ. Sau đó, ông đến một cái hũ sành, mở lá bùa dán trên nắp ra, miệng đọc chú. Đột nhiên trong hũ, một luồng khí đen đặc bay ra, sau đó tụ lại thành một người đàn ông. Nhưng chỉ có chú Tư nhìn thấy, Ngọc mắt thường chẳng nhìn thấy gì ngoài một luồng gió mạnh từ đâu bay vào phòng, khiến cô hơi nổi da gà. Con quỷ ấy, gương mặt đầy dữ tợn, quanh người bốc lên một làn khói đen, giọng nói gầm gừ. Chủ nhân gọi tôi ra có việc gì? Chú Tư đáp, giọng uy nghiêm. Đến bàn nhận lễ, ăn xong rồi đi đến giết người này cho ta. Con quỷ nhìn bàn lễ phía trước, liền nhào đến hít lấy hít để. Đến khi no nê, chú Tư nói. Đi được rồi đó. Con quỷ gật đầu, liền bay đi. Bố của Khánh đang ngồi trước nhà hút thuốc, bỗng nhiên thấy trước nhà có bóng ai đó thập thò. Không biết đêm hôm ai lại đứng lén lút trước nhà mình. Ông cầm đèn pin đi ra xem sao. Lung vừa nhìn thấy cái bóng người kia, chiếc đèn pin trên tay đã bị đánh rơi xuống đất. Mặt ông không còn một giọt máu, trắng bệch ra, sau đó ngất xỉu. Trước mặt ông là một con quỷ mặt mày gớm ghiếc, đang nhìn chằm chằm lấy ông. Gương mặt nó đen như dầu hát, hai mắt trắng giả, chẳng có đồng tử. Vợ ông đi ra thì phát hiện chồng mình nằm ngã sóng xoài trước sân. Bà liền hốt hoảng gọi cho Khánh và Thanh. Trong nhà, cả hai nghe gọi chạy ra. Thấy cha nằm bất tỉnh, Thanh có chút hoảng hốt, sau đó thì bình tĩnh kêu Khánh đưa ông đến bệnh viện. Bác sĩ khám, phát hiện ra ông ấy bị bệnh nan y. Cả nhà nghe tin, ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác vì những bệnh này không thể cứu chữa, chỉ còn biết sống được ngày nào hay ngày đó. Sau khi về nhà, qua một tuần thì ông ấy mất. Cả nhà Khánh nhanh chóng tổ chức đám tang cho ông. Chẳng ai suy nghĩ hay hoài nghi về cái chết của ông. Họ cứ đinh ninh là do ông bị bệnh mà thôi. Sau 3 ngày ông ấy mất, mẹ của Khánh đang ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc, thấy một bóng đen đang đứng ở cạnh giường. Bà cố nheo mắt nhìn thì thấy đó là chồng mình. Bà nhớ ra chồng mình vừa mới mất, sao lại xuất hiện ở đây được. Bà bất chợt nghĩ ra ngay đó là hồn ma. Bà sợ đến tái mặt, miệng lắp bắp. Ông cần gì? Ông ở dưới đó thiếu thốn gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ cúng rồi đốt xuống cho ông. Ông nhìn bà với ánh mắt buồn rười rượi. Một lúc lâu mới nói, giọng ồn ồn như từ cõi âm truyền đến. Nhà mình bị người ta hại, nhanh đi tìm thầy giải hạn, nếu không nhà sẽ có thêm người chết. Mẹ của Khánh giật mình tỉnh dậy, lúc này bà mới biết mình vừa nằm mơ, nhưng bà vẫn còn nhớ rõ câu nói văng vẳng của chồng mình bên tai. Bà vốn là người rất tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ, nhưng trong nhà trước nay bà không có tiếng nói. Bà cũng rất hiền, nên khi gặp những chuyện như thế này, bà không biết phải tính sao. Hôm sau, bà đem chuyện đêm qua mơ thấy kể lại cho con dâu nghe. Thanh nghe xong bán tính bán nghi, nhưng nghĩ lại gần đây gia đình bên cha mẹ của cô gặp không ít chuyện, giờ lại đến cha chồng mình, điều này làm Thanh có dự cảm không lành. Nhưng rồi cô cũng trấn an mẹ chồng, nói chỉ là do mẹ chồng nhớ ông nên mới mơ thấy ông về mà thôi. 7 ngày sau khi cha chồng mất, Thanh đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng ai đó gọi mình. Thanh như kẻ mất hồn, không tự khống chế được bản thân mà đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, trước mặt Thanh là một bóng đen bay lơ lửng trên mặt đất. Nó nhe hàm răng với hai con mắt không có tròng đen nhìn cô. Thanh hét lên một tiếng hãi hùng rồi chạy dục vào nhà. Khánh vẫn nằm trên giường ngủ say sưa, chẳng hay biết gì.
Đến khi Thanh gọi đập tay anh liên tục thì Khánh mới tỉnh lại. Mẹ chồng cô cũng bị đánh thức. Bà đi ra hỏi, Thanh lắp bắp chỉ tay ra cửa. Mẹ ngoài kia có mẹ. Từ khi bị trúng bùa, Khánh lúc tỉnh lúc mê, thần trí chẳng ổn định, nhưng tuyệt nhiên nghe theo lời của Thanh răm rắp. Anh ta đi đến cửa, nhìn ra, chẳng thấy gì, bèn đóng cửa lại rồi nói. Em sao vậy? Có gì ngoài đó đâu? Nghe vậy, Thanh mới dịu lại, bớt hoảng sợ hơn. Nhưng cô ta chắc chắn, vừa rồi, bản thân đã nhìn thấy ma quỷ, không thể nào hoa mắt được. Bởi hình ảnh con quỷ ấy còn in sâu trong đầu cô. Đêm đó, Thanh suy nghĩ cả đêm, nhớ lại những cái chết của mấy đứa em họ, rồi đến cha chồng mình. Hôm nay cô lại thấy ma. Chắc chắn chuyện hôm nay không đơn giản. Thanh quyết định phải đi tìm thầy, xem nhà mình dạo này có phải gặp vấn đề gì liên quan đến tâm linh hay không. Lập tức sáng hôm sau, Thanh đi đến tìm ông thầy ở trong làng, người đã giúp cô ta làm bùa yêu. Vừa nhìn thấy cô, ông ấy hơi nheo mắt, có chút gì đó che giấu trong đáy mắt, nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh tanh. Ông ta hỏi, lần này đến là có việc gì? Thanh không dòng do mà nói ngay, thầy xem giúp gia đình con, xem có phải nhà con đang bị vấn đề gì về tâm linh không à? Hôm trước cha chồng con về báo mộng, bảo nhà con bị người ta yểm, không biết có thật không, xin thầy xem giúp nhà con. Cô vừa bước vào đây, ta đã nhìn thấy trên người cô tử khí bám quanh, ấn đường đen như đêm 30. Đại nạn sắp đến, vong mạng là khả năng rất lớn. Nghe vậy, Thanh sợ tái mặt, cô vội nói. Thầy ơi, có cách nào giúp nhà cô không thầy? Xin thầy giúp con với, con còn trẻ như thế này, cô không muốn chết sớm đâu thầy. Vào trong rồi nói chuyện. Cả hai đi vào nhà đến phòng thờ. Ông thầy đi đến bàn thờ tổ, thắp nhang khấn vái, lẩm nhẩm đọc gì đó. Một lúc sau, quay ra nói với Thanh. Nhà cô sắp tới sẽ có người chết. Mà người đó chính là cô và chồng mình. Chăng cô cũng thừa biết người muốn hại mình là ai. Cô gây thù với ai, cô là người rõ nhất. Chuyện này hãy tự mình giải quyết, bởi vì năng lực của ta có hạn, không muốn dính dáng vào chuyện này. Ông thầy nói như vậy bởi vì ông ấy hiểu rõ người thầy làm phép hại gia đình Thanh rất cao tay. Nếu ông ta dính dáng đến việc này, chỉ có mất mạng vô ích. Cách tốt nhất là không nên tham dự vào chuyện này thì hơn. Thanh nghe ông nói vậy, trong lòng hoảng loạn, miệng liên tục cầu xin. Xin thầy, con xin thầy hãy giúp con. Nếu không, con chỉ còn có con đường chết mà thôi. Ông thầy lắc đầu nói. Tôi nói rồi, chuyện này tôi không giúp được. Cô quay về đi, tìm người muốn hại cô mà cầu xin, biết đâu sẽ còn đường sống. Nếu biết sợ thì đừng gây thù chuốc oán với người ta. Mời về. Thanh bất lực, chỉ có thể vừa khóc vừa lo lắng mà bước ra về. Cô chợt nghĩ đến Ngọc, chỉ có cô ta, nhất định là do cô ta đã làm ra chuyện này để báo thù. Không được, mình phải đến gặp cô ta. Nghĩ rồi, Thanh nhanh chóng tìm đến nhà Ngọc. Lúc đầu Ngọc không muốn gặp, nhưng Thanh đứng trước nhà làm ầm lên, Ngọc đành đi ra. Vừa thấy Ngọc, cô ta đã bổ nhào đến, giọng trách móc đe dọa. Có phải là cô muốn hại gia đình tôi phải không? Cô muốn giết chúng tôi để báo thù có phải không? Ngọc cười khẩy. Cô nói gì vậy? Giết người thì phải ở tù, cô ăn nói cho cẩn thận. Thanh lại nói. Tôi biết cô ôm hận chúng tôi, cô hận tôi cướp anh Khánh nên muốn dùng bùa hại chúng tôi. Giết người bằng bùa chú, phía công an sẽ chẳng có chứng cứ gì để bắt cô. Bởi vì đó là những cái chết bất đắc kỳ tử, chẳng dính líu gì tới cô cả. Ngọc cũng chẳng giấu nữa, bởi một khi cô quyết định làm việc này, cô đã không sợ bất cứ điều gì, kể cả pháp luật. Cho dù có bị bắt, cô cũng quyết trả thù. Đúng, tôi phải bắt các người trả giá. Thanh chợt quỳ phục xuống, khóc lóc van xin. Thấy làm căng không được, cô ta chuyển sang mềm. Tôi xin cô hãy tha cho gia đình tôi, xin hãy tha mạng cho chúng tôi.
Ngọc có chút bối rối, đỡ cô ta đứng lên. Chị làm gì vậy? Nhanh đứng lên đi! Thanh nhất quyết không chịu đứng lên, miệng không ngừng cầu xin. Tôi cầu xin cô dừng tay lại đi. Tôi biết sai rồi, xin hãy tha cho chúng tôi. Tôi sẽ trả anh Khánh lại cho cô. Tôi không muốn chết đâu. Ngọc cười lạnh. Hừ, giờ mới biết sợ hay sao? Lúc cô hại tôi, khiến gia đình tôi tan nát, khiến đứa con chưa chào đời của tôi mất. Lúc tôi tuyệt vọng cầu xin cô, khi ấy cô có nghe không? Có rủ lòng thương xót không? Tôi biết tôi sai rồi. Bây giờ tôi sẽ trả chồng lại cho cô. Xin hãy tha cho chúng tôi. Tôi không muốn chết. Ngọc nhìn cô ta với ánh mắt sắc như dao. Muộn rồi, mọi thứ đã muộn rồi. Tôi không cần người đàn ông đó nữa. Về mà lo trước đám ma cho mình đi. Nói rồi, Ngọc quay người đi vào nhà. Thanh tuyệt vọng ôm cái bụng bầu 3 tháng của mình, lủi thủi quay về. Ngày làm pháp tiếp theo cũng đã đến. Ngọc và chú Tư đang ngồi trước bàn tổ, chuẩn bị yểm bùa. Lần này, người bị yểm là Khánh. Ngọc hận anh ta vì đã bắt cá hai tay, đào hoa dối trá. Chính anh ta đã hại chết con của hai người họ, nên bi kịch của đời cô là một phần do anh ta gây ra. Vì vậy, anh ta đáng chết. Chú Tư lúc này nhìn Ngọc rồi hỏi. Còn chắc chắn chưa? Ngọc có hơi chần chừ. Dù sao lúc trước cô cũng thật lòng yêu Khánh. Giờ nhìn anh ta chết, cô không nỡ. Nghĩ đến đây, nước mắt Ngọc bất giác chảy ra. Cô đã mềm lòng. Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Thôi, mình dừng lại đi chú. Cha chồng con đã mất. Khi xưa ông ấy đã dè biểu xem thường và hù theo chồng con để mắng giết con. Sau khi ông ấy mất, con cũng chẳng thấy vui chút nào. Cho dù bây giờ con có hại hết bọn họ, thù oán đã trả được, nhưng trong lòng con cũng không vui, cũng không thanh thản đâu. Thôi thì hãy bỏ qua tất cả, con muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Nghe cô nói vậy, chú Tư gật đầu. Con nghĩ thông suốt như vậy là được rồi. Dù con có quyết định như thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ con. Con vẫn còn tương lai, vẫn còn bố mẹ và người thân luôn bên con. Đừng suy nghĩ đến những chuyện không vui nữa. Ngọc từ bỏ trả thù. Sau đó, cô gọi điện cho Khánh, muốn gặp Thanh nói với cô ta vài câu. Khi Thanh nghe máy, Ngọc liền nói. Tôi sẽ không hại các người nữa. Hãy yên tâm mà sống tiếp. Tôi làm như vậy bởi vì tôi không muốn mình trở thành con người xấu xa giống cô. Từ giờ ân oán giữa chúng ta chấm dứt tại đây. Nghe vậy, Thanh mừng đến rơi nước mắt. Cô ta nói. Cảm ơn cô, tôi biết sai rồi. Cảm ơn cô rất nhiều. Nghĩ đến mạng của mình vẫn có thể giữ được, cô ta vui lắm. Mấy ngày nay, Thanh luôn sống trong sự sợ hãi và lo lắng, mất ăn mất ngủ. Ngọc không nói gì thêm, cứ thế cúp điện thoại. Cô như trút bỏ đi một lớp phiền muộn. Lâu nay, cô ôm hận trong lòng, sống cũng chẳng vui vẻ gì. Thời gian sau, Ngọc đã tìm thấy cho mình hạnh phúc mới. Cô gặp được một người con trai tốt tính, yêu thương chăm sóc cho cô. Đặc biệt, người ấy không quan tâm đến quá khứ của cô. Còn Thanh và Khánh sau khi sinh con, sống với nhau được một thời gian. Khánh cứ như kẻ mất hồn, bởi bùa yêu này khiến cho con người ta thần trí không được sáng suốt. Khánh quanh quẩn bám theo Thanh, chẳng chịu đi làm, nên mọi việc trong nhà, Thanh phải lo toan hết tất cả. Cuộc sống của cô ngày càng vất vả. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.